Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt 365. Kênh tin tức Việt 365 luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất và nóng hổi nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày. Bộ Y tế công bố thêm 12.420 ca mắc COVID-19 mới với 6.138 ca cộng đồng, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 576.096 ca. Đồng Nai chuẩn bị tình huống 50.000 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Hà Nội khẳng định sự chủ động đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch. Bộ Y tế công bố thêm 12.420 ca mắc COVID-19 mới với 6.138 ca cộng đồng, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 576.096 ca. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới với 21 người nhập cảnh và 12.399 trường hợp trong nước, 6.138 ca cộng đồng. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh 5.549 ca, Bình Dương 4.531 ca, Đồng Nai 880 ca, Long An 412 ca, Tây Ninh 161 ca, Kiên Giang 135 ca, Tiền Giang 115 ca, Khánh Hòa 77 ca, Đắk Lắk 61 ca, Cần Thơ 53 ca, Quảng Bình 50 ca, Bình Thuận 44 ca, Đồng Tháp 41 ca, Đà Nẵng 35 ca, Hà Nội 35 ca, Bình Định 29 ca, An Giang 28 ca, Bình Phước 20 ca, Đắk Nông 19 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 16 ca, Thanh Hóa 15 ca, Phú Yên 15 ca, Bến Tre 12 ca, Bạc Liêu 12 ca, Quảng Nam 10 ca, Sóc Trăng 9 ca, Nghệ An 8 ca, Gia Lai 7 ca, Quảng Ngãi 6 ca, Hưng Yên 4 ca, Cà Mau 4 ca, Bắc Ninh 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Quảng Trị 1 ca, Ninh Thuận 1 ca và Bắc Giang 1 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 12.750 ca. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 278.703 ca, Bình Dương 146.296 ca, Đồng Nai 32.059 ca, Long An 27.216 ca, Tiền Giang 11.274 ca. Trong ngày có thêm 12.523 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 338.170. 24 giờ qua đã thực hiện 257.207 xét nghiệm cho 537.087 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 14.112.716 mẫu cho 41.435.444 lượt người. Ngày 8 tháng 9 có 778.673 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 24.781.185 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều. Đồng Nai chuẩn bị tình huống 50.000 ca mắc COVID-19.
Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 liên tục ở mức cao trong nhiều ngày qua khiến ngành y tế Đồng Nai phải chuẩn bị cho kế hoạch chống dịch trong tình huống có tới 50.000 ca nhiễm. Ngày 9 tháng 9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận 816 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 32.148 ca. Trong số các ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh, có 4 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 514 ca trong khu cách ly và 298 ca trong khu phong tỏa. Trong đó ghi nhận 61 ca tại các công ty 3 tại chỗ đã phong tỏa ở huyện Nhân Trạch, 12 ca tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh đang tập trung cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 và 8, cố gắng trong 3 đến 4 ngày tới sẽ tiêm hết 400.000 liều vaccine còn lại. Theo ông Vũ, Sở Y tế liên tục liên hệ với Bộ Y tế để xin cấp thêm vaccine để triển khai tiêm ngay cho người dân. Ngoài ra, sở này khuyến khích người dân tự thực hiện test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 tại nhà để phát hiện sớm ca bệnh. Đồng thời, đang tổng hợp ý kiến để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch trong tình huống tỉnh có tới 50.000 người mắc. Kế hoạch ổn định lại sản xuất, kế hoạch triển khai phòng chống dịch tại các khu nhà trọ. Lãnh đạo Sở Y tế đề xuất giải pháp quan trọng để ngăn số ca nhiễm tăng cao trong những ngày tới là giãn cách các khu nhà trọ đông công nhân. Thời gian thực hiện từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, đặc biệt ở thành phố Biên Hòa cùng các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Tràng Bom. Khi thực hiện giải pháp này, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng nơi cách ly, điều kiện ăn ở cho người dân. Ngành y tế sẽ chuẩn bị công tác xét nghiệm PCR, cố gắng trả kết quả xét nghiệm trong vòng 36 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Thưa quý vị, trong số 7 chiến lược mà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng sau ngày 15 tháng 9, đơn vị này đề cập tới phương án sử dụng thẻ xanh COVID để cho phép người dân tham gia các hoạt động tùy theo mức độ dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thiện tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9. Trong số 7 chiến lược được đề xuất, ngành y thành phố đã đề cập tới việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra định hướng sử dụng thẻ xanh COVID để cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ dịch bệnh. Bên cạnh đó, thành phố cần từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa. Sau ngày 15 tháng 9, các ngành nghề và đơn vị được phân loại theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch theo tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động. Về kế hoạch thực hiện cụ thể đối với thẻ xanh COVID, Sở Y tế sẽ xây dựng bảng đánh giá mức độ nguy cơ, tiến hành giám sát dịch tễ học, đánh giá ngưỡng đáp ứng hiệu quả của ngành y để đề xuất mức độ nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng cập nhật tiêu chí an toàn từng ngành nghề khi thành phố từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với thẻ xanh COVID, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí và triển khai thí điểm. Theo bản dự thảo, Sở Y tế đã đưa ra một số điều kiện dự kiến đối với thẻ xanh COVID, trong đó Sở Y tế nêu rõ một người được coi là đã tiêm chủng đầy đủ khi tiêm đúng số mũi vaccine theo khuyến nghị của hãng vaccine trong khoảng thời gian cần thiết để tạo kháng thể. Đối với những hoạt động được phép thực hiện trong điều kiện thực hiện chỉ thị 15, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, F0 dưới 65 tuổi khỏi bệnh, không bệnh nền sẽ được đến tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng. Nhóm này sẽ được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc công tác ở các tỉnh, thành và ngoài nước. Người tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, F0 dưới 60 tuổi khỏi bệnh, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người mới tiêm 1 mũi được đến tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Trong trường hợp thực hiện chỉ thị 16, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, F0 dưới 65 tuổi khỏi bệnh, không bệnh nền sẽ được đến tham gia các hoạt động thiết yếu tại nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám, đi học, đi làm, công tác nội địa. Theo dự thảo kế hoạch của Sở Y tế, sau ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh còn cần bao phủ vaccine cho người dân trên toàn địa bàn, hiện thực hóa thông điệp sống khỏe trong môi trường có dịch, chăm sóc quản lý F0 dựa vào cộng đồng, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm ca F0 tử vong, giám sát dịch tễ, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Hà Nội khẳng định sự chủ động đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch. Thưa quý vị, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, dưới sự chỉ đạo chủ động quyết liệt của chính quyền với kịch bản, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch.
Tối ngày 9 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết hiện toàn thành phố có 135 cơ sở cách ly với khả năng tiếp nhận 42.982 người và sẵn sàng chuẩn bị phương án đáp ứng 100.000 giường cách ly các đối tượng F1. Trong khi đó, hiện toàn thành phố đang cách ly 3.846 người, tương ứng gần 9% công suất trên tổng số giường đã có. Có được sự chuẩn bị như trên, ngay từ đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xuyên suốt là phải chủ động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung. Theo đó, ngoài các khu cách ly của thành phố, các quận huyện thị xã cũng phải chủ động chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình. Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các quận huyện thị xã trong việc chuẩn bị khu cách ly tập trung. Từ đó các đơn vị tăng cường rà soát, tận dụng cơ sở vật chất như các khu nhà chung cư chưa đưa vào sử dụng, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn để thiết lập khu cách ly tập trung, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận cách ly các trường hợp F1. Với việc chủ động chuẩn bị từ sớm, xây dựng các kịch bản ứng phó đi trước và cao hơn diễn biến tình hình dịch bệnh, các khu cách ly trên địa bàn trong thời gian qua luôn được quản lý vận hành hiệu quả, an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, trước thực trạng một số trường hợp F0 cách ly tập trung đủ 14 ngày, nhưng khi về cách ly tại gia đình vẫn dương tính, Hà Nội đã quyết định nâng thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày để đảm bảo kiểm soát tối đa nguồn lây nhiễm, không để dịch lây trong cộng đồng. Cùng với chuẩn bị các khu cách ly tập trung, Hà Nội cũng đã xây dựng các kịch bản phương án đáp ứng về y tế với 40.000 giường điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Động thái này hướng mục tiêu không để F0 phải cách ly điều trị tại nhà. Hà Nội đã bố trí và kích hoạt 14.600 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tầng 1, trong đó có 13.600 giường điều trị của các bệnh viện và cơ sở thu dung điều trị thành phố, 1.000 giường bệnh của các cơ sở y tế ngoài công lập. Ngoài ra có 4 cơ sở đã xây dựng xong phương án với tổng số 8.800 giường. Thành phố cũng xây dựng phương án điều trị 8.000 bệnh nhân COVID-19 triệu chứng trung bình, nặng và nguy kịch, huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân, tiếp tục đầu tư củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là các trạm y tế xã phường thị trấn để đáp ứng yêu cầu khám chữa điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong mọi cấp độ dịch. Từ đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đến ngày 7 tháng 9, các cơ sở y tế của Hà Nội đã tiếp nhận điều trị cho 3.581 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, số đang điều trị hiện là 1.369 bệnh nhân, số khỏi được ra viện là 2.071 người. Trong tổng số 1.369 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, có 727 bệnh nhân thuộc tầng 1, chiếm 65,56%, 320 bệnh nhân thuộc tầng 2, chiếm 28,85% và 62 bệnh nhân thuộc tầng 3, chiếm 5,59%. Bên cạnh đó, thành phố đang đảm bảo cung cấp oxy y tế đáp ứng công suất 40 tấn trên một ngày, 1.200 tấn trên một tháng, trong trường hợp khẩn cấp có thể nâng công suất đạt 100 tấn trên một ngày, 3.000 tấn trên một tháng. Ngoài ra, thành phố cũng có 140 xe cứu thương, trên 200 xe taxi tham gia hệ thống vận chuyển cấp cứu bệnh nhân COVID-19 đến các cơ sở y tế. Sở Thông tin Truyền thông nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể khẳng định sự chỉ đạo chủ động quyết liệt của chính quyền thành phố với kịch bản, phương án chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong mọi cấp độ dịch đã giữ bình yên cho thủ đô trước đại dịch. Thành phố Hồ Chí Minh dùng vaccine Virocell tiêm cho người trên 65 tuổi. Thưa quý vị, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc sử dụng vaccine Virocell để trích ngừa cho người trên 65 tuổi là hoàn toàn bình thường. Virocell cũng như tất cả các loại vaccine khác đều đảm bảo tính an toàn và được chỉ định cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Vaccine Virocell của Sinopharm của Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành Y tế thành phố đã trích ngừa loại vaccine trên cho những người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền. Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn chiều ngày 9 tháng 9, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Virocell là loại vaccine COVID-19 bất hoạt. Vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt để sử dụng. Trong các đợt vừa qua, thành phố nhận hai nguồn Virocell từ Bộ Y tế 9.000 liều và nguồn tài trợ từ một doanh nghiệp 5 triệu liều. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, vaccine được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Chỉ có lưu ý một số đối tượng bệnh nền, người trên 80 tuổi, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú sẽ phải khám sàng lọc kỹ và theo dõi phản ứng kỹ sau tiêm chứ không phải chống chỉ định.
từ trước đến nay, thành phố từng tiêm giai đoạn khác nhau đối với tất cả các loại vaccine. Giai đoạn đầu khi vaccine còn hạn chế ưu tiên cho những lực lượng tuyến đầu. Giai đoạn hiện nay, thành phố đang thực hiện chiến dịch thần tốc phủ mũi một cho người dân toàn thành phố, tất cả người dân trên 18 tuổi. Hiện nay, trên toàn thành phố đã tiêm được hơn 90% số người trong độ tuổi tiêm chủng. Mục tiêu trước mắt, từ nay đến ngày 15 tháng 9 sẽ hoàn thành tiêm mũi thứ nhất cho tất cả người dân, tiếp tục hướng tới chiến dịch trích ngừa cho người dân đến giai đoạn tiêm mũi thứ hai. Bác sĩ Hồng Tâm khẳng định, tiêm Verocell là bình thường, chỉ định cho nhóm trên 18 tuổi là đúng chỉ định chuyên môn và khuyến cáo của nhà sản xuất. Vaccine tốt nhất là vaccine trích sớm nhất, người dân toàn thành phố cần hoàn tất mũi 1 và trích mũi 2 sớm nhất có thể để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và để mở cửa phát triển kinh tế xã hội trở lại.